What the fuck? Gì vậy anh Trọng ơi? Oh wow. Ê, bé Lan ơi. Đại thiếu gia nha bé Lan. Một tí đại thiếu gia nha. Mấy đánh giá đó là người ta phá đúng không AB? Dạ đúng rồi em. Đây, bạn này nhìn có bản căng hơn đấy. Em đi cửa sau anh ba ơi. Đấy, bạn này cũng ok nè, hợp lại nè. Thua Minh Hậu. Nhìn mà đúng về cái gọi là cái thần tướng học. Check page gửi hình bên Discord versus Ecoi. Nếu như mà gọi là nhìn thần tướng học nha, thì có tướng làm quan. Pin này là có tướng làm quan nhá. Mũi là gọi là mũi rất cân, đều hai bên. Sống mũi cao. Vành tai là gọi là vừa đủ. Đó, cái giấy tai nè, cái giấy tai, cái quan trọng là cái giấy tai phước nhiều. Giấy tai phước là thọ nhiều. Nhá. Giấy tai là càng to là càng thọ, càng hưởng phước, hồng phước nhiều nha. Tai thì ngón tay nó kiểu là cũng ngồi bút chì đấy. Cũng rất là thon gọn nè, cũng là hợp lý nha. Lông tai thì cũng không quá nhiều, là cũng không đến nỗi là gọi là quá dâm. Không quá dâm mà thua rồi đó anh ba ơi. Thua rồi đó, thua ngay cửa câu đó. Lông tai anh cũng không có nhiều nhưng mà anh dâm. Simi à, nói chung là cũng tùy thôi. Cái này là cũng coi hợp hợp vậy thôi. Vậy thôi. Không phải là Lan, không phải. Anh không có lông tai luôn nhưng mà anh vẫn dâm. Bạn này là cũng có lông tai rồi, cũng có ít ít đấy. Thì cái này nó cũng hòm hòm thôi. Tóc nhiều. Anh ba ơi, miệng anh dính gì kia? Tóc pin thì được cái gọi là nhiều. Nhiều nè. Shop khô gà có bán trên Grabco A3? Dạ không. Hay chỉ có trên Shopee? Dạ chỉ có trên Shopee thôi. Nãy bé Lan hỏi em có thái không? Thái không. Anh à, dạy em một khóa đi. Bé Lan hỏi có thái không à? Nhìn mặt thì có vẻ như là cũng không thái lắm, nhưng mà cái chân mày đẹp nè. Cái chân mày này không biết gọi là phun xăm ở đâu, nhưng mà gọi là cũng gọi là gọn gàng và đẹp lắm nè. Chắc là có phun xăm một tí. Cái bát thời thập bát sai bát rủ này nọ, cái thứ này đấy là 73 này nọ đồ. Ok được, bạn này được cái đây. Em thích thái mà. Ừ thì thích thì anh thấy bạn này cũng được mà. Bạn này ok á, được cái bạn này giàu. Cái này là Kim Cương nói nè. Bạn ơi, được cái bạn dạ. Bạn vừa đẹp trai, bạn vừa giàu em ơi. Ủa, sao vô đây rồi, thằng CV sao kéo lên đây rồi? Chụp cây ba. Ủa, chưa hả ba? Trời ơi, nên phải chủ động AB cây ba chắc à. Vậy kéo xuống lại nha. Nhưng mà anh cho bé Lan coi cái này được không? Để anh gửi hình cho bé Lan coi nha. Ba ơi, giờ anh ba nè, anh ba kênh hậu vô Discord đây bật lên khá là mấy lạng rộn trứng luôn á. Anh gửi lên cho bé Lan, bé Lan coi bé Lan. Rất là thải luôn á. Đâu kéo ngậu lên ra, kéo ngậu lên ra, mà hai đứa gì giận nhau rồi, lên gì ta lướt. Anh hậu anh cũng mấy quá, anh xin lỗi em kêu, sao? Anh không xin lỗi anh kêu muốn giận kệ nó, kệ, đâu quan tâm. À, chưa vậy chừng là nó rồi. Đây, gửi bé Lan có trong chat ta coi được không nhờ? Em ê, coi chung được ở trên cái mô của anh ba. À. Nè, trên cái chat này nè, em coi được không? Trong cái chat room á. Được, đúng không? Ủa, nó rắn thì con mèo cái chỗ đó rồi. Đây anh trai này gọi là CV của anh trai này hơi ngầu đấy. Chụp hình là cũng khá là nghệ thuật đấy. Không nghe lời là anh bắn á. Không thấy mặt. Phải thấy mặt thì mới biết có thái hay không. Đây mặt nè. Giờ cái biểu cảm không ai qua nậu à. Đó mặt này nó đấm em ngày ba cử luôn đó. Thợ. Em muốn gu thái thì anh đưa cho em gọi là mặt này đấm ngày ba cử. Đấm như là bình thôi đó. Nhìn cái cầm tay đó nè. Dữ chưa? Nhìn tướng hút thuốc thì cũng hơi hơi giang hồ đấy. Nói RK ai hơn E đâu? À, chụp cái lúc ở nhà này nhìn thấy là hỏi bé Lan thích trai Hàn cô anh. Bé Lan thích trai Hàn không kìa, tướng tôi xích gọi vô kìa. Em không biết đấm anh ba ơi.
chai chỉ hàn em nữa. Cách em nghệ em nghe bảo chai hàn ngắn lắm. Người ta là du học sinh Hàn mà mới đang. Đó cũng là người Việt Nam mà. Người Việt mình mà. Thế là phải yêu xa. Lại yêu xa hả anh ba? Lại yêu xa đó. Vậy mà chấp nhận yêu yêu xa với anh Hậu. Không yêu đã yêu đâu. Cũng trên tình bạn ở dưới tình yêu cũng là yêu rồi. Ngoại lệ của bé Đan là phải là như vậy. Tụi bay nhắm tụi bay theo được thì tụi bay theo. Đó. Tụi bay nhắm tụi bay theo được thì tụi bay vô. Tụi bay có thấy được chứ là ngậu không? Em kể anh ba nghe cái này nè. Hôm bữa Hậu gửi cho em tấm hình này. Sao em lóc Hậu luôn. Cái hình này lâu rồi. Hậu gửi cho em. Em còn một tấm nữa hay lắm anh ba. Vậy em cho anh ba xem nhá. Còn thái như thế này. Anh Hậu ảnh còn có tài nữa nha anh ba. Anh hay lắm. Hình kinh. E8 cu đơn đủ trình cô A. Hậu ơi. Trời ơi, là nó chính tay nó gửi cho em vậy luôn hả Bé Lan? Lan ơi, là chính tay nó gửi cho em vậy luôn hả Lan? Dạ đúng rồi. Má trời là sao nữa? Bà cái gu gì vậy là em thích luôn hả? Là em thích vậy hả Lan? Dễ thương mà anh ba. Dễ thương mà. Này nhìn giống bót quá hay ơi. Má kèo này khó cho em quá. Kèo này em vô không được đâu Bia ơi. Cái gu với Lan nói vậy thì em vô không được đâu. Lan nói vậy thì anh cũng bó tay. Bao nhiêu người như thế này. Đợi lít gì vậy? Em rút CV anh ba ơi mặt cười của A Hậu Tất. Khi nào á CV? Cái clip này khi nào á CV? Cũng vừa gần này sao anh? Ảnh là ảnh hơi đa tài đúng kìa. Định làm ai Bé Lan mà thấy cái gu của Bé Lan họ ạ. Ông mà thấy anh Hậu vậy ảnh đào. Ảnh đào qua lắm á nha anh ba. Thôi hai đứa yêu nhau đi đừng cho người khác trang vào. Được không? Ê. Nếu giới thương là một cái tội thì A3 thằng này là chắc có hút thuốc là môi hơi thơm. Thằng này anh nói thiệt với em là nó đấm là ngất đấy. Đấm ngất luôn. Còn nếu không thì cho em thằng này là ngon luôn. Chuối bơ luôn. Được. Đây. Mẹ, con hàng này là gọi là nhìn là em thích ngay. Được không Năng ơi? Nhưng mà thằng này hơi có chủ một xíu nha. Hơi bôi một xíu. Đây tiếp nè. Anh này thì giống như kiểu là anh này làm salon hay gì á. Làm giống như thợ cắt tóc bay bơ á. Nhìn cái tướng rất nghệ nha. Nhìn cũng kiểu thừa bát mát bôi đó. Em có thích bôi phố không? Bôi phố á? Bôi phố. Một tí bôi phố dành cho em. Đây. Dạ? Sao trong chân không tới à? Đâu có. Bôi phố. Fan MU. MU gâu trì nha. MU. Anh MU à? Yes sir. Ê anh này cũng giống anh Hậu nha. Đọc bài luôn. Mặt đi anh giống Hậu nha. Anh Hậu cỡ đó chơi. Ê, gì còn nét nha, đi. Còn nét giống nha. Một nét tí giống anh Hậu. Cộng một vote cho E8. Hay là anh trai này hình như là mới tập hay sao á, thấy vẫn chưa có lồn cơ mấy nè. Chưa có cơ mấy. Ê, anh trai này cao ráo xinh đẹp nha. Cao ráo đẹp trai. Anh trai này nhìn là anh trai này nhìn trẻ mông lâu này tươi nha. Ốm nhưng mà đen thôi là được. Em gửi CV. Ốm đen thôi. Người ta da ngăm đen rồi nhìn khỏe mạnh. Ơi đen rồi xíu người ơi. Thôi anh trai thì chắc không hợp rồi thiệt. Nhìn phát là biết không hợp gu của bé Lan. Hơi trẻ quá. Không, anh trai đang chuẩn bị gửi nè. Nhìn kiểu fashionista quá.
nhìn nhìn anh chụp mấy cái tấm hình anh gửi vào fashion quá sợ không vô. Ê, nhưng mà được mà ta, được nhưng mà được đẹp là thải thải nha. Nhìn nhìn anh hay xem mấy cái phim Hàn Quốc thải là thế bạn này giống lắm luôn á, nhìn kiểu là 1m9 luôn á, 1m9 hay sao. Người này nè nè để gửi full tấm hình này để sale là của bạn này, thì bạn này 1m8 1m9 gì á, bạn này phải mét bảy mấy. Em cũng 1m52 thôi. 1m52, 1m8 là coi như là lũng lũng người luôn đó em. Nó quýnh em mà gọi là chịu không nổi luôn á. Là em thái thái này nó quýnh được nha. Đúng rồi. Anh mới sell đâu rồi ta. Link Discord ở đâu e gửi CV à? Anh gửi cho bên anh bên chỗ má nó nợ CV nhiều lắm luôn á, cao lắm, bạn này cao lắm, bạn này cao. Cao. Cao quá thì không quỳ được, quỳ không tới. Trời là sao? Quỳ đấy. Rồi khác gì cái động ca ve đâu, ngồi lựa chai mặt cười. Là bạn này là cái thành này, là anh đang nghĩ là cái thành này nó ít nhất nó cũng phải là 1m3, 1m4 gì đó. Không ai chu mỏ anh ba ơi. Mà bạn này cái giò là, cái người của bạn này là anh nghĩ là phải 1m8. Hay là anh chơi này nhờ. Trông cũng hơi thái thái. Cũng chu mỏ đấy, cũng chu mỏ chu nhìn, nhìn thì có vẻ như là cố thái. Đúng rồi, cố tình chưa, không có thái nó dữ lắm. Anh giữ căng nha, anh giữ là diệt luôn á. Anh này thái. Anh nói là thôi, khỏi phải nói. Anh nói chắc chắn thái rồi. Anh chỉ đưa lên vậy thôi. Anh này thì một cái phong cách mà gọi là của anh trai này á, là giống như là đợt trước anh coi cái clip là đơn giản, phong cách đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn, phong cách nhìn đơn giản nhưng sang trọng. Ôi da, nhìn đang đơn giản nhưng mà kiểu đơn giản sang trọng, đơn giản mà nhìn ngầu nha. Em thích người bình thường thôi. À giờ em giàu sẵn rồi, em không thích giàu nét. Tại em nhìn nó hơi bị gan luôn á nè anh Huy. Ba hỏi bé nam thích dài xít nhìn cô. Nhiều quá. Của lên. Mấy anh trai ơi nè, giống như kiểu mấy anh trai vậy nè, là đừng có gửi mail cho em. Tại vì em nói thật luôn là cái gu của con em nó khá là lạ. Đấy, cái gu con em nói thái. Mà mấy anh trai kiểu danh nhân, bưu siêu lịch như thế này. Em đăng ký A3 ơi. Thay là được. Được, nói chung là cũng hơi bưu siêu lịch một xíu. Thì là kiểu em nó không thích. Đấy, dễ thương chưa? Cái anh này nhìn gần gũi nè. Cái dây chì cũng căng nha. Một tí tao bị tèo. Ê, nhưng mà bạn thì dễ thương nha. Dễ thương đó nha, mấy anh trai phải hiểu là cái con gu của con em là nó lạ lắm. Cho nên là mấy anh trai phải gọi là cho nó một tí hợp lý một xíu. Như anh trai này thì kiểu hơi đẹp trai quá. Người như anh ở trên là không thích nè. Đó đó, phải kiểu ừ. Không, nhưng mà anh trai này cũng cố nha, cũng cố lắm. Anh trai này gồng quá hả? Ừ, anh trai này hơi gồng. Để đôi tóc ảnh. Chu Lan là chu mỏ rồi. Nếu mà để tự nhiên hôm qua ai qua anh Hậu với anh Tám luôn thiệt anh mà. Bạn này nhìn được thế nào. Để là tấm hình cho chúng mình lên dân lên. Anh thôi luôn chứ mình lên dân của anh lên à. Xin vui gửi anh. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Đây nè, Gomen đây. Một tí bồi phố. Là đeo, đang đeo găng tay đánh pizza luôn. Check mail A nghiệp kìa A Trung. Vui vui, không nói nha. Xui xui đến lấy sông gạo đâu. Này chắc đấm đập đi. Sông gạo đâu mà ngỏ nghe. Sông gạo là cũng này, đi đấm đâu nha. Đấm hết tiền luôn á chứ. Rồi xong, gửi hình cho tao vậy. 110 mấy tấm rồi á. 110 mấy người. Đeo mắt kính thì thường dùng shop đó anh. Thôi vậy thôi bây giờ nè. Đơn giản thôi bây giờ anh show Facebook của bé Lan. Gửi qua hình của bé Lan luôn đi. Bé Lan tự check đi chứ cũng có cho anh quá. Hỏi bé Lan có thích không anh ba đây hỏi.
Hói à? Ừ, hói giống anh luôn. Mày nó hói chọc cái đầu luôn mà. Cái gì vậy? Không biết bao nhiêu tuổi mày, em bị hói. Mấy nàng có thích không? Đấy, Lâm Minh Nhật. TV này tao thấy mày để ảnh nền cái này nghe. Gỡ ra nha. Mày gỡ ra nha, con chó này nha. Nhiều thằng nó đẹp trai nha. Hồi nào vậy ta? Con chó này nhập tao này vậy? Ờ, mà anh sắp về ngủ quá cái gì bé Lan đã tiên cho bé Lan ơi, cái gì bụt bụng bé nữa Lan ơi. Thích cái bọc nó nghĩ ra anh Châu ơi. Nhìn cân đồ đấy chứ. Nhìn êm, cân nói luôn. Ê, bạn này dễ thương nè. Dễ thương đúng không? Đẹp trai, dạ. Cái gu này nọ cái thứ cũng êm lắm luôn á. Với lại các bạn hồi nãy Chu Chu mở ra cũng dễ thương. Bạn nào? Nếu mà bên Lan thích, thích Thái thì chắc là này là hợp lý nhất rồi. Ừ, bạn này là coi như là cũng hơi nói chung là nếu mà gọi là cho bạn này một cú sốc đầu đời cái là coi như là bé Lan là coi như là ba khúc luôn đó. Chứ ra cái bạn là Chu Mỏ vừa nãy là giống anh đang phi lắm á bé Lan ơi. Chu Mỏ hồi nãy à. Ờ thì giống nó hào hào giống đeo kính rồi. Ừ, quá đang phi. Anh ba cho em mượn cái mail vậy? Một ngày mai em trả được cô ạ, à, em chỉ ngắm thôi. Hay à? Ngắm gì? À, bé bên này có muốn được tại mà liếm chân Dũng cái hình kia không? Buồn thái lắm mấy nha. Xin mày rồi sao mày đẩy cái đầu này được vậy Jimmy? Anh thề anh hỏi mày thiệt luôn rồi sao mày hồi xưa sao mày đẩy được cái đầu vậy hay vậy? Mình thề bé mình check hình lại xong thấy mấy bạn trẻ bây giờ cái gu ăn mặc với lại nhìn kiểu như chết rồi. Nhìn ra chất quá luôn anh Quyền à. Thật chết rồi. À hình em gửi mới gửi đâu bởi một. Vừa nghệ vừa đẹp trai kiểu Sơn Tùng em tí bì luôn á. Bỏi phổ lên. Hay ơi ơi. Lúc này đang cắt tóc nhìn nọng nha. À giờ là bé Lan cái hình mẫu bé Lan này là của tôi đó anh em à. Tại vì mấy cái thì bé Lan nói với em á là chấm anh ba là kiểu như là 10 điểm luôn. Anh ba bị nhược điểm duy nhất là dễ chớ nên là bé Lan không chịu. Anh ba khó quá. Ai mai nhìn nghiện. Nhưng mà từ cái gọi là cái content này có rất nhiều thằng đó nhìn nó kiểu như nó chót chơi chụp hình nhìn nghệ mà nó đéo bao giờ đâu nét cho mình. Đẹp trai nha. Ồ, đẹp trai mà không có tiền đâu nét. Nhìn phố vậy cứt kìa. Đó. Bạn này thì hơi cháy phố một xíu, 10 điểm theo gu của Min. Bạn này là 10 điểm. Mẹ này cũng 9 điểm luôn. Nhiều trai đẹp vậy cứt. Nè đó, cái Facebook bên Lan nó cũng lạ lắm anh em à. Đó, Facebook bên Lan kiểu vậy nè. Vậy nó mới chịu. Sao à biết ca có tiền đâu nét không? Thật ra là em không đăng hình đâu. Mà hôm bữa anh bảo Facebook em giống clone quá nên em mới đăng một tấm lên á. À, vậy được không? Nhà nãy giờ nhà gái nhìn nhà trai nhiều quá rồi. Bây giờ nhà trai nhìn lại nhà gái cái chim ưng thì tự kết nối yêu thương với nhau ha. Đó, vợ em đó, đó. 1m5 hả? Em bao nhiêu? Em cao bao nhiêu? Dạ 1m52. 1m52 à. 1m52. Là cũng ok, hợp lý. Em cho mấy anh trai dành 1m7. Phải bú bằng đờ si bé nan. Là sao nữa đặt gờ ơi, là sao nữa em ơi? Cái khu vé này sâu thẳm nhà A3, em thích. Ghê à, tự gửi hình, ôi trời ơi, tự gửi hình luôn kìa. Đó, gửi hình xô ra luôn. Mình bấm vô cái story được ca anh ba. Đó, tự gửi hình, tự đăng tiễn lên cho mấy anh trai luôn. Em 1m8 được không anh ba? Ủa bé Lan 1m5 là bằng anh ba vậy là anh ba không hợp với bé Lan rồi. Bằng anh ba trời ơi, bé Lan ơi, bữa nào mình phải gọi là đi ăn riêng với nhau. Rồi xong anh với em phải đo với nhau.
Đi ăn riêng rồi. Không ăn chung chứ nhầm, đi ăn chung với nhau. Rồi xong rồi mình phải đo coi là tại vì anh 1m65, em 1m52 mà nó kêu anh bằng em. Là mình phải đo một tí đó bà đang à. Cái gì? Em bao nhiêu? Em 1m67. Vừa kêu 65 năm. 65 xong giờ anh Giang lên 67. Thì lâu lâu cái cân thì nó đo 67, có khi 66, 65, nói chung là nó về nhất ra từ 65 tới 67.